À, dạ vâng ạ, ở bên phải là loa B3X12i hàng mới Tây Nguyên sốt các bác này. Ở bên tay trái là B3X12i hàng bãi này. À, thưa các bác của anh em đang được chào đón anh Hạ về với cửa hàng từ thành phố Bắc Linh, tỉnh Bắc Linh. Anh rất là thích đôi loa B3X12i hàng mới tinh, nhưng vì điều kiện kinh tế là chưa đủ đúng không ạ? Nên anh quyết định là lấy loa bãi các bác nhá. Đẩy PS Audio HD9004, đẩy 4 kênh, công suất 1000W trên một kênh, là một cặp bài trùng, là một cặp đôi song hành với loa B3X12i. Thưa các bác của anh em, loa B3X12i thì hiện tại hàng mới đây ạ. Em đang chào bán giá là 23.500.000 đồng trên một đôi, giá trên em chào bán tại cửa hàng. Còn đây là B3X12i hàng bãi thì hiện tại em đang chào bán giá 17.500.000 đồng trên một đôi, giá trên em chào bán tại cửa hàng. Và hiện tại thì đang có chương trình khuyến mại đặc biệt, giá có giảm. Thì các bác của anh em có nhu cầu mua sắm thì alo cho em các bác nhé. Cứ tới cửa hàng em là mua được, và cứ gọi điện cho em là sẽ mua được, vì giá luôn là giá tốt. Tùy theo điều kiện kinh tế của các bác của anh em thì mọi người có thể lựa chọn loa mới hoặc loa bãi các bác nhé. Loa bãi thì chắc chắn là giá sẽ mềm hơn rồi. Đẩy PS 4 kênh thì hiện tại em đang bán cho hết model HD9004. Thưa các bác của anh em, B4008 đúng không ạ? Rồi TD, rồi dài là nói chung là đủ tất cả các mã. Và mã gần đây nhất, mới nhất đó là HD9004. Và bây giờ ra một mã nữa mới nhất đó là LA904. Thì em sẽ bán hết cái model HD này đúng không ạ? Với giá bây giờ là chỉ có 9.3 triệu thôi. Em bao ship tận nhà cho các bác của anh em các bác nhá. 9.3 triệu. Đó, anh hiện tại ngày xưa thì mua của nhà em một con vang GD rồi. Anh bảo là mua cách đây khoảng hơn 1 năm, nhưng anh bảo là cái thời mua 2.8 triệu thì em nghĩ phải tầm 35, hơn 35 mấy rồi. Đó. Và anh mua thêm bộ dây loa này 400 ngàn các bác nhá. Ok chưa? 400 ngàn. Em đã đấu đủ 4 kênh cho anh Hạ rồi. Các bác của anh em nghe chất âm của đôi loa này nhá, và nghe chất âm của cặp bài này nhá. Từ sáng giờ là chưa quay video nào test nhà cả. Nhớ lắm các bạn. Xin mời anh em. Anh em đeo tai phone cảm nhận đánh giá chất âm của cặp loa B3X12i, một sản phẩm hàng bãi đến thương hiệu của Đức, hàng chính hãng của B3 Beta Thly các bác nhá. Rất tuyệt vời luôn. Đôi loa này sở hữu đó là bát 30 từ 17 coi 7.6, tép từ 17 coi 7.2, thùng gỗ sơn sần bóng màu đen. Và đôi loa này sản xuất năm 2020 các bác nhá. Rất đẹp luôn này các bác. Thậm chí đôi loa này còn chưa cả được ăn sơn, có nghĩa là chưa bay sơn luôn các bạn. Sơn zin. Ok chưa? Đó. Các bác của anh em có nhu cầu mua sắm nhá, những đôi loa hàng bãi xịn đến thương hiệu của Mỹ, ví dụ như JBL hay là EV,
P-Way QSC, alo cho em ạ. Em bán cả hàng mới, cả hàng bãi thương hiệu của Mỹ. Và các bác của anh em có nhu cầu mua loa mới, loa bãi đến thương hiệu của Đức, đặc biệt sản phẩm loa B3 đây các bác nhá. Hàng mới tinh, hộp xốp đây ạ. Em vừa móc ra để test cho anh. Anh rất thích luôn đấy các bạn. Đấy. Nhưng mà không sao các bác ạ. Điều kiện đâu mình chơi đến đó các bác nhá. Loa mới 235 đúng không ạ? Đó, tuyệt vời chưa? Ok. Cảm ơn anh Hạ nhá. Bắt tay anh. Vâng. Bác Hạ chia sẻ là lắm hôm xem em cả đêm luôn đúng không ạ? Cảm ơn anh. Các bác của anh em thấy không ạ? Nhà em thì lúc nào cũng rất là bừa bộn vì là hàng ngày công việc thì rất là nhiều đúng không ạ? Mà chính các bác của anh em vẫn đánh giá của nhà phải bừa bộn thì chính tỏ là nhiều việc đúng không ạ? Chứ nhà mà cứ gọn gàng chính tỏ là cả ngày không có việc gì là lúc nào cũng gọn gàng đúng không ạ? Sắp xếp. Còn em thì cứ lấn quấn cả ngày luôn, tiếp các bác khách hàng này, test đồ này và giới thiệu sản phẩm đúng không ạ? Nên là cửa hàng hơi bừa bộn một chút. Thì mong các bác của anh em khách hàng trên mọi miền Tổ quốc thông cảm, đặc biệt là anh Hạ thông cảm với em nhá. Đấy, cảm ơn anh. Đấy, nhà thì lúc nào cũng bừa bộn các bạn. Rất nhiều những sản phẩm đẹp, tốt, chuẩn xin được chào bán tới các bác của anh em. Đây là những quả loa súp hơi đơn B3 bãi mã HF18 các bạn. Model siêu hiếm. Siêu siêu hiếm luôn các bác nhá. Ok chưa? Mát made in Italia các bác nhá, bát BMC đúng không ạ? Ok chưa? Những đôi loa B3 hàng khủng thì chỉ có tại cửa hàng em thôi. Đấy, B3 khủng 4 số các bác này. CS3412A này, đúng không ạ? Đây là 4 số bát 40 các bác này. Đấy. Ok chưa? Rất cảm ơn các bác của anh em, đúng không ạ? Đó, mọi người có nhu cầu muốn mua những đôi loa bãi đúng không ạ? Mới B3, alo cho em. Ok, xin chào các bác cùng mọi người nhé. Lò đẹp chưa? Hẹn gặp lại các bác của anh em cũng như mọi người ở một clip tiếp theo ạ.